Với tầm tiền chỉ lên quanh khoảng 6 triệu đồng, anh em được sử dụng cho mình con chip i7-4600U, mang lại cho mình một hiệu năng cực kỳ là mạnh mẽ. Cùng với đó là sử dụng bàn phím T9, mang lại cho mình một khả năng làm việc tuyệt vời, có màn hình 15.6 inch vô cùng lớn. Và vô vàn điều thú vị khác mà mình sẽ chia sẻ đến anh em trong clip đánh giá chi tiết mỗi máy tính Dell Latitude E540 này. Và mình là Thanh Hải, chào mừng anh em quay trở lại với channel Lát Tất Đức Việt. Phiên bản trên tay mình đây đang được sử dụng con chip i5, mã mã là 4310U. Ngoài ra anh em có thể sử dụng con chip i3 hoặc là con chip i7 tùy vào mục đích sử dụng của mình. Mẫu laptop này ra mắt được khá là lâu rồi, nhưng anh em sẽ vẫn được bảo hành 12 tháng tại Lát Tất Đức Việt. Anh em sẽ được tặng chuột, ba lô và nhiều phần quà khác. Thông tin chi tiết về dòng sản phẩm và những ưu đãi mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Về thiết kế bên ngoài của chiếc máy này có trọng lượng khoảng 2,4 kg, cùng bề dày khá lớn. Mình nghĩ rằng máy sẽ phù hợp với các anh em làm việc cố định nhiều hơn, bởi vì tính di động của nó khá là thấp. Máy được sử dụng các vật liệu như là bằng nhôm, bằng magie, thậm chí là bằng nhựa, nên độ chắc chắn của nó sẽ rất là cao. Vẫn là thiết kế đơn giản của Dell, đó chính là phần logo đặt ở giữa. Máy được sử dụng cho mình phần sơn đen mờ, nhìn rất là sang trọng nhưng mỗi tội nó sẽ hơi bám vào tay. Mặt sau của chiếc máy được sử dụng cho mình là 4 chân cao su, cùng với đó là đốc chuyển để anh em có thể chuyển các thiết bị ngoại vi khác. Và máy sẽ được sử dụng cho mình đó là phần loa. Loa của máy khá là to và chất âm của nó ở mức độ trung bình thôi. Dell Latitude E540 mang lại cho mình khá là nhiều cổng kết nối. Ví dụ bên tay trái của mình, máy trang bị cho mình một cổng nguồn, một nút tắt bật wifi, một khe tản nhiệt, cùng với đó là cổng HDMI, cổng USB 3.0, khe thẻ SD và khe thẻ EC. Còn bên tay phải của mình thì sao? Bên tay phải của mình, máy trang bị cho mình một khoe khóa Thyssenton, cùng với đó là cổng VGA, cổng USB, một cổng audio kết hợp với mic và ổ đĩa. Còn mặt sau chiếc máy này trang bị cho mình là hai cổng USB và một cổng mạng LAN, giúp anh em kết nối mạng một nội bộ một cách tốt hơn. Về cấu hình của máy thì trên tay mình đây sử dụng con chip i5-4300U. Tuy chưa phải là cấu hình mạnh nhất nhưng nó vẫn làm cho mình bất ngờ. Con chip ở đây được sử dụng con chip loại kép với xung nhịp lên đến 2.0GHz và nâng lên được 3GHz thông qua turbo. Nó đem lại cho mình một mức hiệu năng rất là ổn và mức ăn điện của nó sẽ không cao. Về mặt trong của máy, khi mở chiếc máy lên thì ta có thể cảm nhận rằng đó là phần bản lề của chiếc máy rất là chắc chắn, có thể gập mở đến 26.000 lần và màn hình này cũng có thể mở lên đến 180 độ. Còn phần bàn phím chiếc máy thì sao? Bàn phím của chiếc máy được sử dụng bàn phím T9 chứ danh của nhà Dell, đem lại cho chúng ta một trải nghiệm sử dụng nó tốt. Phím bấm đánh êm, nhạy, không phát nhiều ra tiếng lạch cạch. Còn chia sẻ của mình về bàn phím này thêm nhé. Bàn phím này giúp chúng ta có thể ngăn được bụi, vệ sinh nó tốt hơn, cũng có thể kháng được nước. Chứ nếu mà chúng ta phải thay cái bàn phím này khi chúng ta bị nước vào thì đúng là ối dồi ôi luôn. Máy được trang bị cho mình 4GB RAM, ngoài ra anh em có thể nâng cấp lên 16GB. Ổ cứng của máy được sử dụng ổ cứng SSD 128GB SATA 3, mang lại cho mình một tốc độ xử lý rất là nhanh. Các đồ họa của máy được sử dụng các đồ họa Intel HD 4400. Anh em có thể nâng cấp lên các đồ họa Nvidia GeForce RT 720M. Nhưng đối với mình, các đồ họa Zen của máy thì vẫn đem lại cho mình một tốc độ xử lý rất là tuyệt vời. Điều mà mình đáng tiếc về bàn phím T9 này đó là bàn phím chưa được trang bị cho mình phần LED phím, nên chúng ta làm việc đêm sẽ khó khăn hơn một chút. Còn chiếu nghỉ tay của chiếc máy thì sao? Chiếu nghỉ tay của chiếc máy rất là lớn, rất là mịn và cũng rất là mát, nên chúng ta có thể làm việc và nghỉ ngơi ở trên phần chiếu nghỉ tay này. Còn phần tab bar của chiếc máy thì sao? Tab bar của chiếc máy làm cho mình khá là thất vọng bởi vì nó khá là bé. Nhưng anh em được tặng chuột không dây nên chúng ta có thể thay thế được. Hai phím trái phải cũng rất là êm. Máy được trang bị cho mình màn hình 15.6 inch với độ phân giải HD. Ngoài ra anh em sẽ có các option khác như là màn hình HD Plus hoặc là màn hình Full HD. Nhưng đối với mình, màn hình HD này vẫn đem lại cho mình một trải nghiệm rất là thú vị. Về màn hình thì máy sẽ được trang bị cho mình màn hình với độ sáng lên đến 280 nit, với độ phủ màu sắc 67% sRGB, mình đánh giá là mức độ khá so với tầm tiền. Viền của máy khá là dày nhưng đối với tầm tiền này mình vẫn có thể là cho qua được. Phần thiếu sót lớn nhất của máy đó là không có webcam, một thiếu sót khá là lớn trong mùa dịch này đúng không nào? Máy được trang bị cho mình là phần viền bằng cao su, giúp chúng ta có thể ngăn được bụi khi chúng ta đóng máy không sử dụng được nữa. Pin của máy được sử dụng pin 67W với 5800mAh, giúp chúng ta có thể sử dụng trong khoảng là 7 đến 8 giờ với các tác vụ văn phòng. Nhưng đối với các tác vụ đồ họa thì máy hạ xuống chỉ còn 4 giờ thôi. Đối với mình thì máy sẽ vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của mình trong một ngày dài làm việc. Về trải nghiệm sử dụng của mình với Dell Latitude E540 thì với các tác vụ văn phòng, máy đem lại cho mình một sự trải nghiệm rất là tuyệt vời, thậm chí là vượt xa so với gì mình tưởng tượng. Còn về mặt giải trí sao?
Với màn hình 15,6 inch, độ phân giải là HD nhưng đem lại cho mình một độ phủ màu sắc lớn, cùng với đó là công nghệ chống lóa giúp chúng ta có góc nhìn tốt hơn, giải loa chất âm to và hay thì đem lại cho mình một sự trải nghiệm rất là hoàn hảo. Còn với các tác vụ như là Photoshop hay là anh em chơi các tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại, Đế Chế thì những pha combat hay là những pha xử lý layer, máy sẽ không có hiện tượng giật lag một chút nào cả. Nhiệt độ của máy sẽ rơi tầm khoảng là 55 đến 60 độ C, một mức nhiệt khá là hợp lý so với những mẫu máy trong tầm tiền này. Dell Latitude E540 hứa hẹn là một trong những lựa chọn hàng đầu của anh em về một mẫu laptop với khả năng làm việc tốt, mức độ giải trí cao và một cấu hình cũng vô cùng là tuyệt vời. Và vừa rồi là những chia sẻ trực tiếp của mình về mẫu laptop này. Nếu anh em có những câu hỏi nào hãy comment dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên hãy like, share và subscribe để ủng hộ kênh cho chúng mình. Hẹn anh em vào những clip lần sau. Tạm biệt anh em.